Hoan hỉ chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát trong chuyên mục tử vi chi tiết của từng tuổi trong tháng 3 âm lịch ngày hôm nay. Và thay mặt cho những người thực hiện chương trình kênh Phong Thủy Gia Cát, Diễm Quỳnh xin mến chúc tất cả quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài tấn lộc, vạn sự hanh thông. Trong chương trình ngày hôm nay, Phong Thủy Gia Cát sẽ cùng với tất cả quý vị chúng ta bàn về vận trình công danh sự nghiệp, tài lộc, sức khỏe và tình duyên của những gia chủ tuổi Tỵ trong tháng 3 âm lịch. Thưa quý vị, các chuyên gia tử vi học cảnh báo trong tháng 3 âm lịch này thì những gia chủ tuổi Tỵ phải chịu rất nhiều ảnh hưởng bởi hung tinh thái tuế, nên họ phải gánh vác trên vai rất nhiều những áp lực và nhất là vấn đề về kinh tế. Họa vô đơn chí, đây là một năm cực độc nếu bản mệnh không nắm được vận trình thái tuế và cách hóa giải hung tinh thì những gia chủ tuổi Tỵ rất dễ trắng tay, tiền bạc đội nón ra đi. Ngoài ra sẽ rất có thể sẽ gặp đại nạn trong năm 2022 nhâm dần này. Tiểu nhân vây hãm và quấy phá liên tục, nhưng quý vị cũng đừng vì thế mà những gia chủ tuổi Tỵ phải quá lo lắng, bởi vì những khó khăn trở ngại trong cuộc sống đến với mình là để giúp cho mình hoàn thiện bản thân hơn mà thôi. Sau những biến cố, những xui xẻo thì bao giờ cũng là một con đường sáng lạ, đầy hào quang phía trước. Và nếu nắm bắt được vận mệnh và biết cách đi đúng hướng thì những gia chủ tuổi Tỵ trong tháng 3 này chúng ta vẫn sẽ có được những cơ hội để có được những thành công đột phá, đứng đầu trong top những con giáp giàu có trong năm 2022 nhâm dần. Vậy thì để quý vị biết được vận trình tài lộc của mình trong tháng 3 âm lịch năm 2022 nhâm dần ra sao, xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi nội dung mà chúng tôi phân tích ngay sau đây. Sau đây là phần tổng quan tử vi của các gia chủ tuổi Tỵ trong tháng 3 âm lịch năm 2022. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận, công việc làm ăn của các gia chủ tuổi Tỵ tháng này tương đối tốt, mọi sự đều hanh thông và có nhiều thuận thành, dễ đạt được kết quả như ý, chủ về tăng tiến trong công việc, kinh doanh có nhiều khởi sắc. Với người làm công ăn lương, công việc suôn sẻ, được tập thể ghi nhận công lao, nếu có ý định thay đổi công việc thì bản mệnh chớ ngần ngại mà thử sức. Sự dịch chuyển này không hẳn vì việc cũ phiền hà mà do tư duy đổi mới để phát triển. Tháng này cũng thích hợp cho những ai có ý định khởi nghiệp. Với người làm ăn, kinh doanh tự thân, mọi việc diễn tiến tích cực ngoài mong đợi dưới tác động của thương quan. Đương số được quý nhân phù trợ, có thể là bạn cũ gặp lại, mở ra nhiều cơ hội hùn hạp làm ăn mới. Năm nhâm dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc đại tướng quân. Dưới chân của đại tướng quân có một con hổ, để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài thái tuế để nghênh đón thái tuế mang lại may mắn bình an. Đặc biệt, kim bài thái tuế của phong thủy lộc tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng cho quý gia chủ tuổi Tỵ để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Xem tử vi tháng 3 năm 2022, về phương diện tài lộc của người tuổi Tỵ có nhiều khởi sắc. Nguồn thu nhập chính tăng tiến không ngừng, tạo tiền đề tốt cho mọi việc đầu tư hoặc mở rộng kinh doanh, buôn bán, tăng nguồn thu phụ. Đây chính là thời điểm lý tưởng để gia chủ cân nhắc tới vấn đề đa dạng hóa hạng mục đầu tư, có thể thử sức với bất động sản hoặc thị trường chứng khoán. Có điều cần phải hết sức lưu ý, vận trình có khúc quanh co, có thời điểm vận khí xấu tác động, không thích hợp cho đầu cơ lướt sóng ngắn hạn bởi rủi ro vẫn rất cao. Phù hợp nhất vẫn là lựa chọn hạng mục chung và dài hạn, chỉ cần không quá tham lam, ắt có tiền chảy vào túi. Để tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp, tài lộc vào tháng này, thầy Gia Cát khuyên quý gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, Tỵ, Dậu, Sửu, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho các quý gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Xét về phương diện sức khỏe của những người tuổi Tỵ trong tháng này khá tốt, không gặp phải vấn đề gì nghiêm trọng. Có ốm đau cũng gặp thầy gặp thuốc, dễ chữa khỏi. Có điều quý bản mệnh cần phải lưu ý tác động
của tử phù hung tinh khiến bệnh cũ dễ tái phát. Một khi đã phát hiện bệnh trở lại có thể phải động chạm dao kéo, nhưng yên tâm, kết quả cuối cùng vẫn tốt đẹp. Tử vi tuổi Tỵ tháng này báo có điểm báo họa huyết quang do vật sắc nhọn gây ra. Đương số nên cẩn thận trong khi sử dụng các vật dụng bằng kim loại, hạn chế tham gia các hoạt động thể thao mạo hiểm, tránh bị té ngã chấn thương. Đi đường xa cẩn thận sông nước kẻo gặp họa đuối nước, nữ mạng, đề phòng các bệnh về phụ khoa tái phát. Các quý gia chủ tuổi Tỵ hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của các gia chủ tuổi Tỵ. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Tháng này các tinh báo, gia đạo có tin vui đưa tới như thêm người, thêm của, thêm con, thêm cháu. Tình cảm gia đình hài hòa, ít xung đột lớn. Và nếu có, cũng dễ dàng giải quyết thỏa đáng. Tử vi tuổi Tỵ còn cho thấy nam nữ độc thân, vượng đào hoa, gặp gỡ làm quen nhiều người khác giới, đi đến đâu cũng được yêu mến, khả năng cao sẽ tìm được đối tượng ưng ý để cùng nhau tiến tới yêu đương, hẹn hò lãng mạn. Tử vi từng tuổi Tỵ trong tháng 3 âm lịch năm 2022, tuổi Ất Tỵ, sinh năm 1965. Bước sang năm 2022, người tuổi Tỵ sinh năm 1965 không còn chiếm nhiều ưu thế trên sự nghiệp. Tuy nhiên, nếu dựa vào sự chăm chỉ, nỗ lực, bạn vẫn có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nhận được sự tín nhiệm của mọi người xung quanh. Trên phương diện tình cảm, bản mệnh cần phải tránh xa những điều cám dỗ ở bên ngoài, giữ khoảng cách thích hợp với mọi người xung quanh, không nên để kẻ thứ ba tìm được cơ hội chen chân vào gia đình, khiến vợ chồng mâu thuẫn, quan hệ rạn nứt. Khi xuất hành, khi làm các công việc tay chân, vận hành máy móc, thậm chí là cả khi rèn luyện sức khỏe, bản mệnh cũng nên tự lượng sức mình, không nên làm việc quá sức, gây tổn hại đến sức khỏe. Tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977. Người tuổi Tỵ sinh năm 1977 gặp được khá nhiều điều thuận lợi trong cuộc sống. Tuy sự nghiệp không đạt được những bước tiến quá lớn, nhưng tổng thể thì rất ổn định. Dù khó khăn và rắc rối vẫn xuất hiện, nhưng nhờ có kinh nghiệm phong phú, mệnh chủ vẫn có thể giải quyết một cách thuận lợi. Phương diện sức khỏe ổn định, những người mắc bệnh mãn tính có thể tìm được phương pháp chữa bệnh phù hợp, nhờ đó bệnh tình được khống chế. Bạn cần phải chú ý nghỉ ngơi, rèn luyện, thực hiện đúng lời căn dặn của bác sĩ thì không cần lo lắng. Người độc thân tuổi này có khả năng tìm được người ưng ý ngay trong năm nay. Tuy tình yêu đến muộn, song hai người phù hợp với nhau, quan hệ phát triển ổn định và có thể tính chuyện lâu dài. Tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989. Sự nghiệp của những người tuổi Tỵ sinh năm 1989 tổng thể phát triển ổn định, bạn có thể phát huy được năng lực của mình, được lãnh đạo chú ý cất nhắc, song lại dễ khiến cho kẻ tiểu nhân ngứa mắt. Vì thế bạn nên có khả năng quan sát, đánh giá tình hình tinh tế, không nên dễ dàng tin theo lời rủ rê, lôi kéo của ai. Ngoài ra làm việc gì bạn cũng cần phải cố gắng dựa trên sức của mình, chớ nên tranh giành chiếm đoạt của người khác, nếu không thì dễ vướng thị phi. Quan hệ vợ chồng của người tuổi này về cơ bản là hài hòa. Dù công việc có bận rộn đến mấy, bạn cũng nhớ giúp đỡ nửa kia trong các công việc nhà. Việc đó tưởng chừng nhỏ nhặt nhưng lại có tác dụng rất lớn trong việc gắn kết tình cảm đôi bên. Tuổi Tân Tỵ sinh năm 2001. Con đường học tập của người sinh năm 2001 nhìn chung là thuận lợi. Bạn xác định được nhiệm vụ chính của mình nên luôn cố gắng tập trung. Dù đôi khi có gặp phải trắc trở, nhưng nhờ tinh thần tích cực chủ động, bạn hoàn toàn có thể giải quyết thuận lợi. Vận trình tình duyên cũng có những bước phát triển rõ ràng. Bạn biết được sức quyến rũ của mình nằm ở đâu, cho nên dễ dàng có thể thu hút sự chú ý của những người khác phái. Tuy nhiên, nên có chừng mực trong chuyện tình cảm, chớ để việc này gây nên ảnh hưởng đến nhiệm vụ chính của mình. Bản mệnh chú ý sinh hoạt khoa học, không nên nghĩ vì mình còn trẻ, còn khỏe mà thường xuyên thức khuya, ăn uống thiếu điều độ. Nếu quá buông thả bản thân, bạn dễ gây ra những ảnh hưởng xấu cho sức khỏe của mình về lâu về dài trong tương lai. Tổng quan tháng 3 âm lịch năm 2022, tháng Giáp Thìn, năm Nhâm Dần. Tháng 3 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch từ 1 tháng 3 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 3 năm 2022, tức ngày 1 tháng 4 năm 2022 đến 30 tháng 4 năm 2022 dương lịch.
tháng 3 Giáp Thìn có nạp âm là Phúc Đăng Hỏa. Tháng Thìn, Lục Hợp Dậu, Tam Hợp Tý và Thân Thành Thủy Cục, Xung Tuất, Hình Thìn, Hình Mùi, Hại Mão, Phá Sửu và Tuyệt Tuất. Đối với người tuổi Tỵ trong tháng 3 âm lịch này cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch ngày 4 tháng 3 năm 2022, tức ngày 4 tháng 4 năm 2022 dương lịch có nạp giáp là Đinh Hợi, có nạp âm là Ốc Thượng Thổ. Ngày âm lịch ngày 16 tháng 3 năm 2022, tức ngày 16 tháng 4 năm 2022 dương lịch có nạp giáp là Kỷ Hợi, có nạp âm là Bình Địa Mộc. Ngày âm lịch ngày 28 tháng 3 năm 2022, tức ngày 28 tháng 4 năm 2022 dương lịch có nạp giáp là Tân Hợi, có nạp âm là Thoa Xuyến Kim. Đây chính là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Tỵ. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Tỵ trong tháng 3 âm lịch năm Nhâm Dần 2022, ngày âm lịch ngày 1 tháng 3 năm 2022, tức ngày 1 tháng 4 năm 2022 dương lịch có nạp giáp là Bính Thân, có nạp âm là Sơn Hạ Hỏa. Ngày âm lịch ngày 25 tháng 3 năm 2022, tức ngày 13 tháng 4 năm 2022 dương lịch có nạp giáp là Bính Thân, có nạp âm là Sơn Hạ Hỏa. Ngày âm lịch ngày 25 tháng 3 năm 2022, tức ngày 25 tháng 4 năm 2022 dương lịch có nạp giáp là Mậu Thân, có nạp âm là Đại Dịch Thổ. Đây chính là 3 ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cũng cần phải phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phú long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh, cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, vậy là chúng ta đã cùng nhau phân tích xong về phần luận giải lá số tử vi cho những người tuổi Tỵ trong tháng 3 âm lịch. Và chắc hẳn là quý vị cũng biết được mình cần phải làm gì cho tương lai, đúng không ạ? Thông qua chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi cũng luôn mong muốn rằng quý vị hãy áp dụng những kiến thức mà Phong Thủy Gia Cát chia sẻ vào trong cuộc sống hàng ngày của mình để có thể thay đổi vận mệnh của mình trở nên ngày một tốt hơn. Cảm ơn tất cả quý vị đã luôn quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Còn bây giờ thì Diễm Quỳnh xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những nội dung được phát sóng tiếp theo của Phong Thủy Gia Cát.